ương nó nằm trên đường lâu hơn nè, hy vọng là sẽ có cá nhiều. Ủa sao? Hai chứ nữa hả? Bởi con ăn bự ra, con ăn bự ra. Cỡ nhau quá. Con này nhỏ cái nè. Cháu mình chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Chị cháu mình đang đi chi xong câu nữa nghe cả nhà. Mới vừa tới mé biển rồi nè. Nước ương cũng còn hơi nhiều cả nhà. Sóng quýnh hì hì. Nước lúc này đang nước ương nó không cạn lâu lắm. Giờ thông về tình hình sao đây? Nay hy vọng nha. Nay nước ương nó nằm trên gần lâu quá nè, hy vọng là sẽ có cá nhiều. Tại vì mấy bữa trước nước gồng nó lớn rồi nó gồng nhanh lắm cả nhà, cá vô rồi nhiều khi nó cạn nhanh quá cá cũng chưa kịp ăn hoài nữa. Đi thăm này hên xui mà thấy hôm nay nước nằm gần hơi lâu đây, hy vọng có thằng Nam đi với dưỡng cá mình nữa mà đi chuốt lậu tuốt đẳng rồi. Năm mặt đâu rồi? Hả? Năm mặt tới câu gì rồi? Hả? Đầu gì vậy phải không? Vậy là vừa thăm luôn á. Đầu gì vậy là vừa thăm á. Nó mà hiểm ngoài dục trôi lên bình. Phải không? Nó mà hiểm này nha. Quay dục hay gớp vậy? Vậy? Gì Nam? Dính cá. Có dính hả? Có dính, dính này nè. Nam phát hiện có dính rồi. Có lý mới tới đường câu mà. Có dính là có hy vọng đó nha. Hy vọng coi. Bao năm? Ôi ôi ôi. Bự không? Ôi. Cá bự. Cá này có nửa ký quá. Ừ. Ôi đã nha. Mới thấy đường cầu mà dính nè. Quá ngon. Để đi gì nào móc mồi đi tính. Bẻ ra đi. Cá này thịt béo lắm cả nhà. Bé hết biết à. Nước ương vậy tao móc luôn rồi. Mặt hết biết mặt. Ương tao thấy nó rụt 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 nó giật chậm. Nó ương mà nó gồng chậm, nó gồng giờ tới chiều cạn luôn á. Giờ tới chiều mới cạn. Nhưng mà giờ lòi dây thì tới chiều nữa ăn uống gì đâu mà. Cá bự cả nhà. Có lý có lý. Còn đầu tiên hả nha. Rồi vô không. Vô đi. Mới thấy được xong chừng chừng mười mấy mét ra đây, rồi mười mấy lưỡi đó, được con đầu tiên là có lý rồi. Tại vì giờ nó gồng rồi, nó gồng tới chiều luôn rồi, giờ lòi gì, gì câu rồi cá nào ăn nữa mà móc gì. 5 giờ nó ngập rồi. Ừ. 5 6 giờ gì nước nó mới có ngập lên gừng lên gừng lại. 2 giờ lớn rồi.
Nhỏ hả? Con cá này nhỏ. Bang gì ta? Này nhỏ. Nhỏ nút sâu ghê. 100 gram. Sao nó giật lẹ chứ mới nửa ký về còn 100 gram. Thì nó giật lẹ thấy ghê, mới muốn mà nửa ký còn nữa ra còn 100 gram. Cá nhỏ nè, 100 gram. Cá có chút. Mập chứ đâu ốm đâu. Thì mập nhưng mà nó nhỏ thôi, cá con. Hai em ở nhà. Con nhỏ nó hay vậy? Con nhỏ nó nha. Sao vậy? Cá bự đâu mà sao nay cá nhỏ không vậy? Cứ cầm nó đã trai rồi, nó nhỏ xíu. À dính nữa hả? Ờ con nắng bự á, con nắng bự á. Gỡ nha Quốc. Con này nhỏ cái nha. Lú đầu, lú đầu, lú đầu. Lú đầu, lú đầu. Đó, con này trọng nè. Không bằng con đầu tiên. Quá cả nhà. Có lý, có lý. Cậu con này dính lâu lắm nhỏ, muốn tưa ra muốn đứt luôn mà. Tưa nhỏ chứ. Ờ, dính lâu rồi đó. Có lý nha. Cho nó xảy rồi đó. Con này nuốt mắt lưỡi vậy. Nuốt mắt lưỡi luôn á nha. Quất móc lưỡi. Rồi. Rồi. Chồng ơi. Bé hai đi, bé hai đi. Để ra không bé. Con cá mập lù. Bổ mẹ mẹ nè, bổ mẹ em. Được con bự dưới đầu tiên, con này trọng còn hai con. Hai con chừng 100 gram. Vô thùng nè. Gọi lý, gọi lý. Mang vào biển ghê chạy hết biết nha. Nước kém là người ta đi cạo, đi câu gì, đóng đú gì. Nè, có hai lưỡi bị sảy nè cả nhà. Cóc lên luôn, hai lưỡi kế bên luôn. Buộn lên luôn. Sảy hai con uổng ghê. Con được uổng. Phê quá mà gần sáng luôn mà thăm cửa này đâu thăm được. Thì nước nó không cạn. Thì đã nó ương phía chiều nó lớn tới giờ này luôn mà. Thấy nó giờ canh hoài nó cạn tới 10 giờ mấy rồi. Cục hai lưỡi. Con chảy vô ầm ầm sao ta. Này là dính lâu lắm nè, mấy nó vậy nè. Uổng gì đâu. Bự nhỏ thì không biết mà sảy là uổng. Ok, xong. Sảy nhiều quá vậy? Sao mà lưới câu này nó móc vậy mày? Sảy à? Cá nhỏ. Xe gì nó tiếc luôn mà. Cỡ hai cá hồi nãy. Bài quá. Nhỏ mà năng động quá. Ông ngoại không có con nào luôn hả? Đó. Ông ngoại chết quất luôn hả? Vụt chứ. Sảy uổng ta. Đây vụt nè. Trời ơi. Xe lên trên trên. Dính lâu quá.
phía. Cá nhỏ nha. Cá dễ thương dễ sợ. Cá mini mà. Vô không đi. Hết cầu luôn đó nha. Nam dễ lắm, xảy 3-4 con gì đó cuốn nhợ rồi. Nay được 5 con. Đi. Móc mồi mới, màu bén ngon ghê luôn. Tới thăm không được. Con đó bự nhất các phải không? Bự cá bự nha. Con này bự nhất cái này. Con này con nửa ký. Ôi trời, nó bỏ cái này. Con này vừa vừa nè. Con nào cũng bỏ thì nó cũng chơi nè. Ba con này... ba con mini phải không? Mini, mini bé xinh xinh. Con này bự nhất. Con này con nửa ký này nè. Nửa ký có hơn luôn á. Đã đi chứ. Mập dữ lắm mập nha. Còn mấy con kia mini được 5 con. 5 con này phán ký hay quá. Được không? Chắc được cá bự cái nha. Hồi xảy 3-4 5 con luôn, uổng ghê đi chứ, cốc nhở chứ. Bỏ quá trời. Thôi Dương Cháu mình cũng xin kết thúc video nha. Dương Cháu mình chào cả nhà, hẹn cả nhà lại video sau nha. Chào cả nhà. Ú đi trước rồi cả nhà, ú mắc cỡ đi trước rồi. Ca nhiều đá gì đâu. Dạ, 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 dạ